Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Đắc Pét là một trong những thắng lợi đỉnh cao của chiến tranh nhân dân tại tỉnh Kon Tum, xóa sổ hoàn toàn hệ thống ấp chiến lược và tuyến phòng ngự cuối cùng của Mỹ Ngụy trên địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên, giải phóng hoàn toàn huyện Đắc Lây vào ngày 16 tháng 5 năm 1974. Ngày nay, di tích lịch sử chiến thắng Đắc Pét đã trở thành một địa điểm lịch sử đánh dấu về một thời bom đạn, máu lửa nhưng đầy kiêu hùng của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và lòng tự hào về truyền thống anh hùng bất khuất trong chiến đấu, một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, tiếp tục phấn đấu, giành được nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn cách mạng mới. Hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét 16 tháng 5 năm 1974, 16 tháng 5 năm 2024. Đài Phát thanh và Truyền hình Kon Tum mở mục kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắc Pét phát sóng trong chương trình thời sự tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần nói về tên gọi và vị trí cụm cứ điểm Đắc Pét. Theo sắc lệnh, ngày 13 tháng 4 năm 1961, Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định giải tán các tổ chức quân khu, chia lãnh miền Nam thành các vùng chiến thuật, khu chiến thuật, tiểu khu, tỉnh và chi khu, quận. Đặc biệt chú trọng kiện toàn cấp tiểu khu và chi khu nhằm tạo điều kiện cho việc càn quét và bình định từng địa phương trên toàn miền Nam Việt Nam. Từ năm 1961 đến năm 1970, căn cứ Đắc Pét có tên là chi khu Đắc Pét, trại dân sự chiến đấu Đắc Pét, căn cứ biên phòng Đắc Pét thuộc lực lượng đặc biệt Việt Nam Cộng Hòa và các cố vấn lực lượng đặc biệt Mỹ huấn luyện chỉ huy. Từ năm 1970 đến năm 1974, với chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, trại dân sự chiến đấu Đắc Pét được chuyển giao sang cho lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, địa phương quân và biệt động quân để thành lập tiểu đoàn biệt động quân 88 biên phòng Đắc Pét, còn gọi là căn cứ tiền đồn Đắc Pét thuộc liên đoàn 22 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa. Căn cứ Đắc Pét là một tiền đồn biên phòng cách thị xã Kon Tum trên 100 km về hướng Tây Bắc, nằm án ngữ trên con đường 14 huyết mạch về Kon Tum. Phía Bắc là một vùng rừng núi rộng lớn trong vùng chiến thuật của địch. Phía Nam là căn cứ Đắc Seng, Đắc Tô Tân Cảnh. Phía Đông là những dãy núi cao và vùng căn cứ cách mạng huyện 80, Đắc Tô. Phía Tây giáp vùng biên giới Hạ Lào và đường mòn Hồ Chí Minh. Căn cứ nằm trên một khu vực thung lũng, có nhiều ngọn đồi thấp, liên hoàn, dạng bát úp, có giá trị về mặt phòng thủ chiến thuật của địch. Phía trước mặt là sân bay Caribou dài 700 mét và sông Poco uốn đổ về phía nam. Cụm cứ điểm Đắc Pét được bao bọc bởi cao điểm có ưu thế phòng ngự từ xa. Quanh căn cứ là rừng nhiệt đới, mưa ẩm, phần nhiều bụi rậm. Ra xa là rừng thông xen lẫn rừng xanh che kín. Quanh căn cứ có 11 làng với 3.000 người dân tộc Rẻ sinh sống, có giá trị về lợi dụng làm lá chắn sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về lịch sử hình thành cụm cứ điểm Đắc Pét. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.